mày biết không, cái đó hả? Tính sao bây giờ là mình quất cái này trước đi. Máy kẹp quà nha cả nhà. Nhập khẩu rất là đẹp nha cả nhà. Đây là những dòng máy được nhập khẩu sản phẩm cao cấp nha cả nhà, Hàn Quốc cao cấp, rất là đẹp, màu sắc thì tuyệt vời luôn. Tập trung vào thiết kế tối đa về màu sắc, về giao diện cũng như là về ngoại hình nha cả nhà, mang lại cái sự thu hút cho người chơi khi tham gia cái nhóm trò chơi. Cái này thì lại